trứng xào thanh long bình thường, cách làm là xay nhuyễn thanh long, xong đập trứng và khuấy đều, bỏ thêm một chút nước tương đen, bạn có thể dùng nước tương đen hoặc dùng muối hoặc dùng gì đó, tại vì trái thanh long nó ngọt nên là các bạn cho cái độ mặn ít, cho những cái đồ gia vị mặn ít để nó không bị mất cái vị ngọt. Bánh mì hay là mời các bạn thưởng thức nhé. Thanh long này thanh long bình thường, các bạn thanh long Việt Nam chứ không phải Nhật, đồ Việt hết, trứng Việt, trứng gà Việt Nam, bánh mì của Việt Nam, mời các bạn nhé. Thanh long xào trứng luôn. Đây là mình thử, mình thích chế nó cái mới mới này, mình thử biết là mình vừa lém thì ngọt rất là ngọt, hoặc là thanh long chắc là thêm một chút nước mắm thôi. Các bạn có thể thử trứng chiên thanh long thôi. Thì trứng chiên, trứng xào, thanh long mình làm tương tự với nhau thôi. Mình nghĩ là như vậy. Thanh long xay nhuyễn ra, nếu mà trứng chiên thì đập trứng bỏ vào khuấy đều lên, bỏ thêm gia vị vào và chiên thôi. Thanh xào thì cũng vậy, đổ vào xào xào. Trứng xào thanh long bình thường, cách làm là xay nhuyễn thanh long, xong đập trứng và khuấy đều lên, bỏ thêm một chút nước tương đen, bạn có thể dùng nước tương đen hoặc dùng muối hoặc dùng gì đó, tại vì trái thanh long nó ngọt nên là các bạn cho cái độ mặn ít, cho những cái đồ gia vị mặn ít để nó không bị mất cái vị ngọt. Bánh mì hay là mời các bạn thưởng thức nhé. Thanh long này thanh long bình thường, các bạn thanh long Việt Nam chứ không phải Nhật, đồ Việt hết, trứng Việt, trứng gà Việt Nam, bánh mì của Việt Nam, mời các bạn nhé. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.